Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo. Kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy. Chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì? Muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây, đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được, chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về á thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này á, đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được đó. Những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả, và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia chẳng được, không bù cho. Bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm, thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc à. Thế cho nên về rất muốn xuất gia, hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiền gì nữa. Nhưng mà cho đến nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã, tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến, nó thân cận. Và sau này nếu nó có duyên tự nó thích đấy mới được, còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ, hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi. Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi, bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không? Năm trước năm sau một cái là gì? Nó phá bến trong chùa. Nó bỏ học. Nó gì? Nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên, nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học. Và con đi học đi. Thế mà gì, được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì, tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không? Sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống, thôn ấy đó, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông. Nó đi sâu lắm, Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thế nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà, cái nhà đó vào tới một cái gì cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái về báo công an, mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy, vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì, khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít, là mỗi đứa một cái máy là gì đang chiều chiều bùm bùm ở trong đó làm gì, đánh điện tử.
khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu mà tiểu nó còn nhỏ quá, mình thì nhiều công việc chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì? Học cái gì? Trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì? Là lôi kéo trẻ nhỏ học sinh đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài, đóng cửa trong, phải liên hệ với công an để đến mới gì báo là gì, hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì, thì công an họ đến họ mới gì mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì, trên cả 20 em, mỗi em một cái máy cái chiều chiều bùm bùm trong đó đấy. Cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á, thì cũng không ép được đấy. Mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.